research. Trời, cho to lên research. Thường ta đọc là research. To research. Rồi, Do tiếp. research. Thôi, thôi, Economics. cứ đọc bình thường. Economic casa, casa cuối. Economics. Ừ, đúng rồi đó. Economics. Ừ. Learning Resource Center. Có S vô, Learning Resource Center. Learning Resource Center. Find read books. Read books. Find read books. Find read books. Book. Information technology. Information. She. Information technology. Information technology. 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 Computer room. Computer room. Computer room. Room. Go to class. Aquaculture. Aquaculture. Our culture. Computer lab. Computer lab. Computer lab. Computer lab. Attend lecture. Attend lecture. Attend lecture. Attend lecture. Nhấn vần 2, attend lecture. Attend lecture. Attend lecture. Agriculture. Canteen. Right. Discuss reading. Discuss readings. Discuss readings. Nặng quá hen, rồi tiếp đi, cứ đọc đi. Education. 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 Dining hall. Dining hall. Dining hall. Eat breakfast. It's breakfast. It's breakfast. Break, nhấn vần đầu breakfast. Yeah. Breakfast. French studies. French studies. French studies. F nè, F R nè, French. 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 French studies. French studies. Cafeteria. 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 Đọc nhanh lên, cafeteria. Cafeteria. It's lunch. It's lunch. It's lunch. History. History. Dormitory. Dormitory. Eat dinner. Sociology. Sociology.
Sociology. Student residence hall. Student residence hall. Student residence hall. Student residence hall. Nói chung cứ đọc đi những cái sai sót sửa sao nha. Email my professor. Political sense. Em không thấy chữ thầy ơi. À, hết rồi hả? Dạ. Không có còn... file hả? Dạ còn cái cuối cùng nữa. Thấy chưa? Dạ thấy rồi thầy. Political science. Common room. Take a nap. Law. Boarding house. That's your boarding house. Go to bed, sleep. Go to bed, go to sleep. Boarding house. Rồi bây giờ tự nói đi. Cúp dưới để đi. Rồi nói. Hello teacher, great to meet you. My name is Chow. I am 28 years old. I am a teacher. I come from Vị Thanh City, Hậu Giang, Rovin. My hobby are reading books, drawing, making a lot of things handmade, cooking, and my favorite sport is yoga. I might play my habit. In the morning, I get up at 5 o'clock. I practice yoga because practice yoga make me feel relaxed and help me quite a lot. Then I ate breakfast and I went to work. In the afternoon, I went to the library to study for the next class. I went to the market, bought something, and went to home. In the evening, I ate dinner with my family at home, and then we talk about our day in the common room of our. Then I went to bed in my room and wait for the next day. That's all. Thank you for listening. Y như đọc ha. Nói tiếng Anh y như đọc ha. Đâu rồi, có trên màn hình không vậy? Châu. Châu là ở chỗ nào đâu? Dạ là em thôi thầy. Đâu 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 đâu. Vừa vừa tay nhìn cái coi. Dạ. Rồi 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 được rồi. Vậy nha Châu. Dạ. À, giọng nặng quá nha. Dạ. À, tức là mình nói nó tiếng Anh nó, thì nó đòi hỏi mình phải nhẹ nhàng bay bổng một tí, tức là giọng gằn gằn quá, mình nói thì nó cũng gằn quá mà nó lại không có vô đâu chứ. Thì bây giờ như vậy, một lát thì sẽ gửi, tức là trong cái bài tập về nhà có bài tập số số 3 đó. Yeah. Là cái bài tập mà đọc theo đó thì gán bắt chước theo người ta được không? Dạ được. Bắt chước hết cái video đó thì nó sẽ nhẹ cái giọng mình lại. Cái giọng giờ nặng lắm nha. Dạ. Yeah. Cái chuyện phát âm sai thì tôi cũng nói, tại vì học thì sẽ sửa thôi. Nhưng yeah. mà cái chuyện mà nặng quá vậy là nó dư âm lượng, nó mất sức, nó lại không trúng đâu chứ. Nên là phải tập đọc theo. À, cái thứ nhất, cái thứ hai là bây giờ những cái mà mình nói hồi nãy giờ đó thì nó không phải là nói mà nó là đọc nha. Nên là nó sẽ làm nó không có tự nhiên. Do vậy bây giờ như vậy,
Cứ vừa nghe đi rồi, tự 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 ghi âm lại cái danh mục từ từ sáng tới giờ trong cái handout á, tất cả từ trong khung là đọc hết. Rồi sau đó là nói cái phần cá nhân đó, rồi gửi cái file đó lên trên Zalo. Rồi, vậy đi hen. Tới tôi mời người khác. Rồi một lát quay lại nha. Cứ làm bài tập rồi lát quay lại nha. Tôi mời tới người khác này. Rồi. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi, bye bye. Lê Thị Hồng Dân. Lê Thị Hồng Dân. Lê Thị Hồng Dân. Lê Thị Hồng Dân có đây không ạ? Lê Thị Hồng Dân. Rồi không có, tôi qua người khác nha. Cái này coi như là hoạt động điểm danh vậy đó nha. Nguyễn Thị Kiều Diễm. Nguyễn Thị Kiều Diễm có không ạ? Nguyễn Hải Đăng. Nguyễn Hải Đăng. Rồi. Tôi mời tiếp người khác nha. Dương Thị Thanh Đan. Dạ có thầy ạ. Thanh Đan phải không ạ? Dạ. Rồi mời cô Đan đọc từ trang thứ hai cho đi. Của cái handout hồi sáng. Thì trang thứ hai trong khung đây. Rồi bắt đầu. Dạ em đọc như thế. Rồi. Biology. 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 Mình nhìn cái âm ở dưới chứ không phải nhìn chữ trên nha. B A I là bay, B A bay nè. Bay ó nè, o sắc ó nè, bay ó là l l nè. Biology. Rồi vậy đó đọc. Biology. Rồi đúng rồi đó. Fitness center. Fitness center. Đúng rồi đó. Hang out with friends. Rồi đúng rồi. Hang out with friends. Chemistry. Là chữ ơ, chữ em móc ngược là đọc là ơ, nó giống như chữ o mình thêm dấu ớ. Yeah. Chemistry. Gymnasium. Đúng rồi, tiếp. Play games. Rồi tiếp luôn. Physics. Nhìn cho kỹ cái chữ đó. Nè, chữ phí nè, F đây ha. F E phí Zach nè. E physics. Physics. Ừ đúng rồi đó, vậy đó. Physics. Rồi tiếp luôn. Athletics. Athletic centers. Exercise. Rồi tiếp. Engineering. Rồi. Coach. Coat. Coat. Walk out. Workout. Psychology. Bảy, nhìn dưới, nhìn cái nhà hàng dưới, không có nhìn hàng trên.
Psychology. Đúng rồi, trời ơi, mình đang học ngữ âm. Dạ. Yeah. Ừ. Nhìn cái hàng dưới á. Dạ. Stadium. Stadium. Play soccer. Play football. Soccer, football. Rồi, tiếp. Vietnamese. Literature. Vietnamese literature. Tiếp. Sports field. Sports field. Play badminton. Đúng rồi, play badminton. 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 Business. 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 Chữ gì không có đọc luôn. Business. Business. Đúng rồi đó. Tiếp. Student activity center. Play basketball. Basketball. Play basketball. Tiếp. Computer science. Science. Computer science. Đúng rồi, chữ chữ ơ ngược nè, ơ móc ngược là ơ, chữ o vô thêm dấu ớ. Yeah. Science. Yeah. Student union building. Rồi. Do homework. Homework. Do homework. Đúng rồi, nhấn vần nhất mà. Rồi tiếp. Mathematics. Mathematics. Math. Mathematics. 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 Math. Lecture hall. Lecture hall. Okay. Study for a test. Study for a test. Biotechnology. Technology. Biotechnology. Technology. Biotechnology. Đúng rồi. Seminar. Seminar room. Meet friend for coffee. Meet. M-I-T. Meet. Meet friend for coffee. For coffee, rồi. Thầy kéo lên xíu lên này. Đó, hàng dưới lắm. Dạ, dạ. Finance. Research lab. Research lab. Research lab. Conduct experiment. Experiment. Conduct experiment. Rồi, tự nói đi. Phần tự nói. Hello teacher, my name is Dan. I am from Cần Thơ City. My hometown is Cần Thơ City. I am a doctor. I am working at Bình Thủy Medical Center. My major is ultrasound doctor. I love
marriage and had two children. Graduated from medical and pharmacist university. Đang giọng này qua giọng kia vậy? Chắc có ai mở mic rồi. I like to learn English, shopping and read and drink coffee. Oh, I like to learn English, shopping, drink coffee and read book. I can swimming. Talk about my day. In the morning, I eat breakfast at home. Then I went to work. In the afternoon, I eat lunch and take a rest. In the evening, I come back to my house, eat dinner and play with my children. Then I go to work. Quốc đi bộ cái này đi bộ. Finally, I went to bed. Thank you, teacher. Thank you for your teacher. Thank you, your teacher. Bây giờ gì nha? Thì cứ ai đọc xong rồi đó, thì tự mình ghi âm lại gửi lên Zalo ha. Nói chung là để luyện tập thôi chứ không để làm gì hết trơn á. Dạ. Rồi một lát đi rồi tôi mới cho mấy cái bài sửa chung. Bây giờ mới có chạy qua sơ lược một cái thôi. Lư Anh Đào. Thấy không ạ? Lư Anh Đào. Lê Trần Điền. Lê Trần Điền có rồi. Lê Trần Điền đâu, hiện hình đọc nghe coi. Trần Điền, alo. Lê Trần Điền ơi, Lê Trần Điền ơi, đọc bài đi. Lê Trần Điền, chắc mình skip đi ha. Chứ có, bên Zalo có mà bên đây không có lên tiếng gì trơn. Phạm Thị Ngọc Hà. Phạm Thị Ngọc Hà. Lê Nguyễn Châu Hà. Lê Nguyễn Châu Hà. Phạm Thị Thu Hằng. Có thầy ơi. Rồi mời cô Hằng đọc. Đọc văn đầu đi hen. Dạ mà thầy ơi, thầy chiếu lên giùm em, tại vì em không thấy. Không thấy hả? Rồi mình không có cái file này hả? Em tìm đến giờ chưa ra thôi. Rồi được rồi, thôi đọc đi. Dạ. Major. Majors. Major. Building location on campus activity. On campus activity. English study. 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 Library. Coi dắt làm sao nè. English studies. English study. Library. 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 Library.
Library. Tiếp, bỏ qua. Do research. Thiếu chữ chờ nha. Do research. Do research. Do research. Research. Economic Learning Record Center. Ở đâu ra chữ kho chỉ ra. Learning Resource. 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 Thêm S vô. Learning Resource. Learning Resource. 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 Center. Five books. Information technology. Information technology. Computer room. Computer. Phiếu ngậm môi lại. Computer. Computer room. Go to class. Go to class. Go to class sai rồi. Go to class. Go to class. Kéo chữ càng chứ. Go to class. Go to class. Khạc ra. Go to class. Go to khạc ra. Mình khạc ra. Mình khạc. Khờ ra. Khạc ra. Class. Rồi cứ từ từ đi. Yeah. Bữa nào gặp chỉ cho kỹ chứ. Giờ không gặp không có chỉ được. Equal. Chữ này là chữ A đó. Aqua. Aqua. Culture. Aqua culture. Rồi. Computer lab. Rồi. Attend letter. Attend. Attend. Attend lecture. The. Lecture. Lecture. Agriculture. 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 Canteen. 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 And canteen. Discuss reading. Discuss. Readings. Rồi ri sắc rí nè, thấy bỏ gió không? Readings. Discuss reading. Đúng rồi. Education. Okay. Dining hall. Eat breakfast. Okay. French study. EFRA, yeah. French studies. French study. Okay. Cafeteria. Nghe nhìn kỹ nha. K a nè, k a nè, k f e r, k f e r ha. Cafeteria. Cafeteria. Rồi đọc nhanh lên mới đúng nè. Cafeteria. Cafeteria. Gì đó? It's lunch. It's lunch. History. Giống tiếng Thái vậy đó. History. 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 History cũng đúng luôn nữa. Đọc nhanh là history. 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 Dormitory. Dormitory. Chữ này là o chứ không phải đơ ơ o. Dormitory. Rồi. It's dinner. Sociology. Rồi. Student residence hall. Students residence hall. Right. Email my professor. Okay. College
chi phải phải phơ ngậm môi lại political science common rim take a nap okay law boarding house right. go to bed go to sleep right. rồi tự nói đi tự nói cái phần mình chuẩn bị đi My name is Phạm Thị Thu Hằng. I am a teacher. I work in university of technology. I come from Bạc Liêu province. I am 38 years old. I like shopping, coffee, homework. Every day I introduce students how to do labor registry experiments. When I finish teaching, I come back home with my children. I have three children. Hết rồi trời ơi. Câu cuối không hiểu là nói gì. When I finish teaching, I come back home. Chăm sóc thì take care my children take care of my children yeah. Yeah. Ok vất vả quá hen yeah. Rồi bây giờ cố gắng hen bây giờ trong khi mấy bạn mình nói thì mình ngồi mình tự ghi âm lại đi hen yeah. Lát gửi lên Zalo nha rồi bây giờ tôi sẽ mời người khác cảm ơn thầy. Rồi mọi người một lát thì cứ nghe thấy ấy thì quay lại nha tại vì bây giờ thì bắt đầu mình qua người khác nha. Còn ai ở đây giúp giùm bạn Kiều Phương mà nói bạn không vào được. Kiều Phương, Trúc Hạnh không vào được. Lê Nguyễn Châu Hà Hào sáng vào được rồi mà. Lê Nguyễn Châu Hà Hà gì hồi sáng có thấy vô rồi mà. Trời ơi gửi cho cái link xin tiền cái nha để gửi link cho mấy quý vị này lại cái rồi tôi mời người tiếp theo nha. Hồi nãy mình là Trúc Hạnh chưa hả? Trúc Hạnh rồi phải không? Đinh Viết Tuyết Hiền. Đâu? Tới Đinh Viết Tuyết Hiền. Dạ có em. Đinh Viết Tuyết Hiền. Dạ có em. Không thấy dạ. Xin lỗi. Lúc đó chị Hiền. đâu nhìn lại cái coi dạ em ok Hiền ơi hiền quá hiền mà rồi bắt đầu đọc đi trang hai nha dạ rồi biology chemistry physics dễ từ đâu nhìn chữ dưới nè vậy em nhìn trên màn hình của thầy ha. Nhìn màn hình đó nhưng mà nhìn cái nét ở dưới đó, chứ không phải nhìn chữ trên. Dạ. Rồi đọc rồi. Biology. Rồi. Chemistry. Rồi. Physics. Engineering. Physics. Đúng rồi. Physics. Rồi. Psychology. Psychology. Vietnamese literature.
Literature. Business. Yeah. Business. 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 Đợi chút mình kéo xuống nha các bạn. Computer science. Rồi. Mathematics. 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 À đúng rồi đó. Math. 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 Bio. Bio. Biotechnology. Technology. Yeah, biotechnology. Finance. Rồi thôi tạm ổn gì đi qua nói đi. Yeah. Hello class, nice to meet you. My name's Hien. I'm come from Cần Thơ City, and my hometown is Long Xuyên City, An Giang province. But I major in MBA, that means Master of Business of Administrator. Now I am an office worker at Cần Thơ University of Technology. I've just worked here 2 weeks. I like to read books, listen to music, and go to coffee with my friend. In the weekdays, I work from 7 a.m. to 5 p.m. And after that, I go home and cook meal for my family. At night, I learn English or I go to coffee with my friend. At the weekends, I sometimes go to English class or I go to coffee with my family, and then I go home and cook meal and have for lunch for dinner with my friend. That's all. Okay, bộ đồng nghiệp hả gì? Cùng trường hả? Dạ, em ở trường kỹ thuật công nghệ thầy. À chứ không phải đại học thôi hả? Hết hồn. Dạ không. Dạ. Ok. Dạ. Nói chung là nãy giờ ổn hơn mọi người nha. Còn nhưng mà cũng còn sai lặt vặt trống nhiều lắm ạ. Dạ dạ. Thì bây giờ thì tăng cường Elsa đi, rồi tập đọc theo đi. Nói chung là cũng có giọng chứ không phải không có ha. Nghe thì cũng có nét á, nói chung là cũng có nét được. Rồi vài bữa sẽ ra chiến lược cho từng người ha. Dạ. Sau bữa nay thì sẽ luyện tập thêm rồi tức là hết tuần này tới tuần sau mà gặp lại là sẽ có chiến lược cho từng người luyện tập riêng để mà đảm bảo sửa được cái vấn đề của mình. Thì nói chung là giờ mọi người cứ phải xong cái nào thì lên ghi âm cái đó đi, rồi cái bắt đầu từng người tôi sẽ sửa cho từng người một. Mời người tiếp theo ha. Nguyễn Hồng Quế có đây không? Nghe tình hình thì chắc không rồi đó. Lê Thị Hường. Em thầy ơi. Có Quế không? Dạ có em thầy ơi. Đâu gì giờ ta nhìn ở đâu vậy? Em. Chưa nhìn thấy. Không có tín hiệu gì trên màn hình, đang trên màn hình không có thấy. Cái camera nó bị tắt rồi thầy ơi. Đâu. Dạ. Em. rồi giờ thấy rồi. Nằm trên góc đó quý vị, góc trái màn hình, góc trái trên. Dạ. Góc trái. Rồi đọc ha, đọc trang đồng cột đi, cột hai giữa đi. Rồi cột giữa. Trang hai nè, cột giữa nè. Con giữa anh thầy. Rồi đọc. Fitness center. Gymnasium. Từ từ không ai giành giật hết. Từ từ thôi. Đọc lại không ai giành giật hết. Fitness center. Fitness center. Gymnasium. Gymnasium. Athletic center. Chữ này đọc khó, chữ này khó nè. Athletics. And cái chữ o gạch ngang đó. Cái chữ o mà gạch ngang thì là le cái lưỡi ra. Cắn lại. Athletic center. Court. Stadium. Court. Có chữ tàu người ta nữa. Đừng có nuốt nữa. Court. Court. Stadium. Stadium. Sport. Chưa có đủ. Chưa, từ. Sports. S-B phở nè. Sports.
Sport. Thiếu âm rồi. Sports. S B phở O T S. Sports. Rồi. Sport. Student activity sector. Rồi thôi được. Student union building. Union. Union building. Lecture hall. Seminar room. Rồi. Research lab. Research. Research lab. Research lab. Rồi được rồi, tự okay. Nói đi phần cá nhân đi. Phần cá nhân hả? Hello everybody. My name is Huế. I'm from Đồng Tháp, province. I'm 35 years old. I'm married 3 years ago. Now I have one children. Now I am working at the university. My major in work science. I offer negotiating with my family at this camp. Tốt rồi. Nhanh nhẹn quá trình. Ở Cần Thơ luôn hả cô? Dạ, em ở Cần Thơ thầy. Đại học Cần Thơ luôn hả? Dạ. Đồng nghiệp không hay gì? Gì nè cô ơi, giống như giờ thí dụ ago đi là go đúng không? Ro dạ. Là ro đúng không? Dạ. Như có những cái nó nhỏ nhỏ vậy nó sai lẫn nhất thầy nha. Thì bây giờ như vậy, dạ. Mọi người cứ lên ghi âm lại đi rồi bữa sau tôi lại hướng dẫn cho một cái phần mềm khác để coi nó nhận diện ra được không nha. Rồi bây giờ về mình đọc lại hen. Bây giờ khoan cứ đọc lại hết hai trang từ vựng đó cộng với cái bài nói hồi nãy rồi ghi âm rồi gửi lên Zalo nha. Rồi tôi mời người tiếp theo nha, gần lát tôi sẽ quay lại chung nha. Rồi bây giờ mời tiếp là tới ai đây? Thầy em là người tiếp theo được không thầy? Ai vậy? Em Phương Ngọc thầy. Ở đâu lận? Em Phương Ngọc. Email là vietnamtour@ruby thầy. Nguyễn Phương Ngọc hả? Dạ. Yeah. Ta nằm tuốt dưới số 33 lần mà đòi làm trước ha. Rồi, làm trước luôn rồi. Dạ yeah, em đọc hả thầy, em đọc từ ha. Rồi đọc đi. Hang out with friends. Play games. Exercise. Workout. Có chữ tờ, thiếu tờ. Workout. Workout. Play soccer. Còn chữ tờ nó tập mấy cái chữ tờ, chữ S cuối tập mấy chữ đó. Yeah. Play badminton. Play baseball. Base. Basket. Play basketball. Phan thầy. Basketball. Do homework. God. Study for a test. Test. Sao ta? Test. Study for a test. Sao ta? Gắn sao ta vô. Study for a test. Ừ, đúng rồi, làm được hết trơn ha. Được, tiếp. Meet friends for coffee. Meet friends for coffee. Đó là does. Chữ cuối em nhìn không ra thầy ơi. Khơn. Chữ E ngược là đọc là ơ, tiếng Việt mình nó khơn, khơn. Conduct is peer experimental. Experiment. Conduct experiment. Tại sao? Months. Tao trước nè. Months. Rồi mình months tao sao này nha. Months. Ừ, được chứ không được đâu. Rồi, tự nói đi. Rồi. Hello teacher and my classmate. My name Ngọc. I'm from Cần Thơ City. I was born and grew up here. I'm working both hairdresser and tour guide, but due to the COVID, I can't work for tourism at the moment.
moment. I'm graduated at Gunther University. Gunther University for hospitality, tourism management. I like to share my time with people from different countries and discover the culture through the people who I get chance to meet during my trips. I love to listen to all kind of music, especially instrumental music. I also like to learn English. I'm so excited to join your class with all my dear friends. I hope I can share more. I hope I can share more things about me to the class in the future. Thanks for listening and enjoy your day. Thank you. What is wrong with your company now? Due to the COVID, so I can't work for tourism at the moment. So it's been you stay at home? Yes. And you close the door? You close the company? Not. I'm freelance guy. You are a tour guide. Tour guide, right? Yes. Interesting. Where do you work? Vietnam tour, right? Usually it's the name of my business. Internet. Okay, thank you. So try to record and send it into Zalo, right? Yes. Lê Thị Hương. Next, please. Lê Thị Hương. Are you here? Yes, để mở webcam lên thầy ơi. Ok. Thầy ơi, cái webcam kia bị hư, tới lát thế em làm sao mở được cho thầy. Tôi nghe tiếng được rồi ha. Rồi em chưa cài driver, sao mở không được, mở biết lâu. Hello teacher. Hello, can you read some words for me on the list? So we go to the first page. Trang 1 nha, đọc hàng đầu thôi. Cái cột đầu thôi. Để đọc đi cô. English studies at Cornermith. Chưa, từ từ bình tĩnh nha. English studies. English studies. Nặng quá. English studies. Yeah. English studies. Nó vẫn hơi nặng nhưng mà cứ từ từ đi. Rồi, tiếp. Economics. Economics. Economy. Chữ này là chữ ơ đó. Economics. Yeah. Information. Economics. Information technology. Information technology. G. Okay. Information technology. Không có gì. G. Không có technology G. Technology. Nó là DG. G. G. Cái này phải nhìn cái miệng mới sửa được. Cái này bình rồi. Cứ được rồi, cứ tiếp đi, rồi nữa sửa sao. Yeah. Từ này sao thầy ơi? Khớ. Chữ bỏ dấu sắc vô. Aquaculture. Đọc aquaculture. Chữ ơ đọc ơ aquaculture. Aquaculture. Đúng rồi. Aquaculture. Agriculture. Agriculture, con nó nhắc y gì đó mà không thèm. Agriculture. Education. 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 French study. Efra nha. French. French. Efra nè. Hỏi Efra nè. French. French studies. French studies. Law. History. 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 Ở đâu mà cái quạt? Ở đâu có cái quạt á quý vị? Tắt giùm cái quạt. Cái quạt nó ồn quá. Xung quanh mọi người có cái quạt á, nó bị thổi gió vô cái micro á.
Rồi xin lỗi tiếp. History. So, cái này mà mình đọc history ha, history. Còn history. Mình đọc hay story là đọc theo tiếng Thái đó. History. Sociology. Sociology. Rồi. Political science. Political science. Ngậm môi lại nha. Political. Political science. Political. Political. Thêm miếng lời vậy. Political science. Political science. Science. Rồi. Law. Rồi tự nói đi cô. Rồi được rồi, cảm ơn. Cứ bình tĩnh. Không vấn đề gì cả. Rồi tới phần tự nói đi. À. Xuống. My name's A Lê Thị Hường. I'm from my home is Cần Thơ City. I am a doctor. I'm work in at Cần Thơ Central Hospital. Rồi xong. Thầy ơi, chưa có chuẩn bị cái form của thầy nó dài quá thầy ơi, mới vô. Không sao hết đó, nghe chút gì là biết rồi. Nghe gì là hiểu rồi. Thôi rồi, tự chuẩn bị ghi âm đi. Yes. Tự chuẩn bị ghi âm đi rồi một lát quay lại tính tiếp nha. Rồi. Yeah. Rồi mời tiếp nha. Đỗ Đức Huy. Đỗ Đức Huy. Sao qua em mà thầy? Ai qua bỏ ai vậy? Bùi Thị Cẩm Hương. Ủa vậy hả? Hốt hả? À vậy xin lỗi, Bùi Thị Cẩm Hương. Cự liền ha. Hello teacher. Hello. Để quay vô coi ai vậy. Xin lỗi. Rồi đâu. Rồi Cẩm Hương ơi, nói đi Cẩm Hương ơi. Nói là đọc từ thầy. Đọc đi rồi. Xin lỗi. Rồi đọc. Cột nào thầy? Rồi cột dưới nha. Rồi. Yeah. Library. Không. Library. Library. Tức là mình có ngậm môi trước, mình ngậm môi xong mình mở ra mình thấy chữ R. Yeah. Library. Library. Learning Resource Center. Learning Resource Center. Learning Resource Center. Computer room. Biếu là bê bò này. Computer room. Đúng rồi. Computer lab. Canteen. Dining hall. Ở đâu dập âm quá vậy? Dormitory. Chữ story ta đã sẽ đọc nhanh nhấn luôn á, là ta nó nói âm qua là dormitory. Dormitory. Xin thầy xử lý âm thanh cái nha. Bên đó chó nhiều đang sủa. Student resident hall. Okay, student resident resident hall. Common room. Okay. Boarding house. Rồi được. Nói rồi phần tự nói đi. Hello teacher and my classmates. My full name is Bùi Thị Cẩm Hương, just call me Hương. I was born in Sóc Trăng, but grew up in Bến Tre. My father village. Presently, I am living in Cần Thơ City.
I have a small family with my husband and two children. My husband is a doctor. My children are young. I can say my family is very happy. I am a lecturer at Cần Thơ University. My major is rock science. My hobbies are playing sports, watching TV, and chatting with my friends. I like playing sports such as badminton and volleyball because it helps me improve my health. Besides, watching TV is a good way to get updates and relax after working hard. Also, communicating with friends is an enriching pastime because I am able to share ideas and learn from others. I know that English is very important, but I am very busy with my professional work, so I don't have the time to learn this subject, but I will try